Tôi có cái này muốn nói. Dạ. Ai mà muốn cầm cái kỹ năng của tôi ấy, nói chung là bắt chước tôi hay là sao, hay là thích chơi cái kiểu này á, nếu mà ra canh á, các bạn hay cái này cho mình. Hai con Big Game ra, con này không cần thiết phải mang đâu. Gắn con Andrew này vô. Tem có người gắn chung, nói chung trâu lắm. Cầm cái kỹ năng này bắn nói chung là phê lắm. Trâu nữa. Nói chung anh em nào muốn thử chuyện của các bạn à, thích thì làm. Thích thôi. Tôi cầm kỹ năng này ngon. Hiện tại thì máy yếu, khá là khó khăn. Vậy tôi clip này, cảm ơn mọi người xem video. Để xem là nhiêu kêu nhỉ. Rồi. Lúc nãy á, man Miguel hay không là chuyện của các bạn à, thích thì mang. Tôi thì tôi cầm Andrew trâu hơn. Cái kỹ năng đó nó có hế hữu, nó tự hồi SP mà, tôi nhất thiết phải mang Miguel làm gì. Tùy à. Thích thì mang. Cảm ơn mọi người xem video.